chào cả nhà nha. Thì hôm nay Hương làm một cái video ngắn này để đăng lên kênh Hương Kích Thích và Thượng Gòn Điện Trôi, Thượng Gòn TV. Cả nhà cũng đã biết là từ hôm tới đến giờ cái kênh của anh Thượng lúc nào cũng bị vàng tiền hết trơn luôn. Đăng video nào cũng bị vàng tiền, bị đánh gậy, bị cảnh báo hết trơn cả nhà. Thì bây anh Thượng cũng đã nhờ mấy anh gần về YouTube á là tìm hiểu thêm tại sao nó lại bị như vậy. Thì trong một thời gian cứ không đăng được video thì bây giờ chính thức là cái kênh anh Thuận đã bị mất luôn. Thì mấy hôm nay cũng có mấy cô chú anh chị á nhắn tin cho Hương, cho anh Thuận hỏi là tại sao bên kênh Thuận Gòn Vlog đã đổi ảnh đại diện và đăng những video nước ngoài. Thì có trả lời là do cái kênh anh Thuận bây giờ không biết ai đã lấy đi rồi. Không có nhắn tin chuột lại được hay như thế nào hết cả nhà. Bao nhiêu năm qua nó đeo đuổi và xem và giúp đỡ cho gia đình của Thượng Gòn, nhưng ngày nay cũng như chén cơm mà người ta đá đổ đi rồi cả nhà. Nó buồn, nó đi đâu mất tiêu rồi cả nhà. Thì mấy nay anh Thuận cũng buồn, cả nhà cũng lo lắng lắm. Thì do là cái kênh đó là lọc rất là lâu rồi, lọc rất lâu liền, cũng lúc trước là gia đình của Thương là cũng kiểu như là đi mua ve chai cũng cực khổ lắm cả nhà, làm mướn đồ các kiểu. Thương cũng làm ra nguyên rồi, nhờ anh Thuận làm YouTube thì mới gia đình mới gắn kết lại được với nhau và mới lo được trang trải trong cuộc sống. Nó cũng là kiếm được tiền cũng ổn hơn cả nhà, mình không phải đi xa nhà rồi. Mà bây giờ cái thành quả mấy năm trời bây giờ lại công cốc lại bị mất luôn, bao nhiêu kỷ niệm gắn kết trong đó. Thì nói chung là anh Thuận buồn lắm. Thì hôm vừa rồi là cái kênh nó bị giá, anh Thuận thì cả nhà cũng biết là anh Thuận bị bệnh tim. Thì anh Thuận tới lúc đó là anh Thuận bị nhồi máu cơ tim với cả nhà, anh Thuận nằm một chỗ luôn, kiểu như ổng bị áp lực quá đó. Bây giờ thì ổng biết anh Thuận đi đâu rồi, kiểu anh Thuận mệt xong rồi anh Thuận bỏ đi đâu rồi cả nhà. Mình mở con gà mình coi hôm nó tưởng nó chết rồi cả nhà. Rồi nó biết nó ngồi dậy nó ôm cái ngực nó chạy một cái dèo nó mất tiêu cả nhà ơi. Thì trong camera là có cái cảnh mà anh Thuận ôm tim bị nhồi máu tim với cả nhà, nhưng mà Thương không có đăng lên đây được bởi vì đăng lên đây là YouTube sẽ bị cấm nha. Và Thương cũng thông báo luôn là Thương chỉ có duy nhất một kênh YouTube đó chính là Thương Xúc Xích thôi nha. Và hiện tại có rất là nhiều kênh giả mạo Thương, và trong đó đặc biệt là cái kênh fan team Thương Xúc Xích nha. Và nó có để số tài khoản đồ phí Mimo rồi đó, cả nhà đừng có nên chuyển khoản vô trong đó nha, thì nó sẽ bị mất tiền oan. Và anh Thuận cũng đã lập một cái kênh thay thế Thượng Gòn Vlog á, là cái kênh Thượng Gòn Trôn nha. Cả nhà cứ vô YouTube bấm Thượng Gòn Trôn và đăng ký kênh mới của anh Thuận nha cả nhà. Thì bao năm qua suy nghĩ những gì nó đã làm cũng hết cho cô bác nó xem rồi, bây giờ muốn làm lại thì đầu óc không biết đâu, nó buồn mình không biết làm sao mà nó suy nghĩ ra được có những cái video hay để cho cả nhà xem nữa. Nó buồn, nó chán, nó suy nghĩ lung tung, về nó xỉu là xỉu xuống, nó tức giận cái gì vậy để nó chạy ra mất tiêu. Nó nói mẹ ở nhà mẹ cứ đi chơi trai bình thường đi, mẹ đừng có lo lắng cho con, mẹ cứ làm đi. Rồi nói con đi chơi ra khuây khỏa đi, vài bữa rồi con về với mẹ cũng được, con đừng có ăn nhậu nhiều nha, mình cứ chán đừng bỏ mẹ nha. Nói con đâu bỏ mẹ đâu. Thì Thương xin hẹn gặp lại cả nhà vào những ngày tiếp theo nha.